Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều có mưa nhỏ kèm theo mù nhẹ, trời rét, trưa chiều trời nhiều mây âm u. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến từ 25 đến 26 độ, giảm từ 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. 24 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây. Đêm và sáng có mưa nhỏ và mù nhẹ, trưa chiều, chiều có lúc giảm mây, có lúc trời nắng. Trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ và thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Khoảng ngày 12 tháng 12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu sau được tăng cường mạnh vào đêm 16 ngày 17 tháng 12. Khu vực nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 16-17 tháng 12. Từ ngày 17 tháng 12, trời rét. Cụ thể từ khu vực như sau, khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây, có lúc trời nắng. Trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực phía Tây Nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang trời nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ và mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây, có lúc trời nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, độ ẩm từ 73 đến 95%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và mù nhẹ, trưa chiều có lúc giảm mây, có lúc trời nắng. Trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 72 đến 96%. Thông tin về thủy văn, 24 giờ qua mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,70 m. Ngày mai mực nước các sông lên và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 8 giờ ở mức 0,80 đến 0,90 m. Còn sông Hoài tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 6 giờ ở mức 0,80 đến 0,85 m. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cấp vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.